Hi, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng công cụ Text on Illustrator để chúng ta có thể tạo ra các văn bản cũng như sắp xếp bố cục chữ. Phần mềm Illustrator là một phần mềm với khả năng tạo ra các văn bản trình bày hấp dẫn và phong phú, dễ thao tác. Ưu điểm đó là dễ dàng thay đổi font, kích thước font cũng như là khoảng cách chữ, giãn dòng và nhiều thuộc tính khác của văn bản. Illustrator là một lựa chọn hàng đầu cho đồ họa Typography với nhiều định dạng văn bản trên đường path, cong, thẳng, dọc, ngang, trồng nhiều lớp chữ. Khả năng biến chữ thành đối tượng vector để chúng ta có thể dễ dàng thao tác cũng như là tạo nhiều hiệu ứng ấn tượng. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng công cụ Text. Trong nhóm công cụ Text của chúng ta bao gồm có 7 công cụ. Khi chúng ta click và giữ 1 giây vào công cụ Text trong hộp toolbox, lập tức nó sẽ hiện ra các nhóm công cụ ẩn bên trong công cụ Text đó. Công cụ Text bao gồm 7 công cụ. Nếu như với các bạn cài và sử dụng phần mềm Illustrator CS thì các bạn sẽ không thấy có công cụ số 7, đó là Tab Title, phím tắt là Shift T. Khi chúng ta cài sang đến phần mềm Illustrator CC, hiện tại tôi đang dùng version 2017, thì chúng ta sẽ có công cụ số 7, Tab Title. Sau đây lần lượt tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các công cụ từ đầu cho đến cuối và chúng ta sẽ đánh số theo thứ tự từ 1 cho đến 7. Với công cụ số 1, Type Tool, phím tắt là T. Với công cụ này chúng ta có thể tạo ra chữ và văn bản ở bất kỳ đâu trên AdWords. Thao tác rất là đơn giản bằng cách chúng ta click vào công cụ Type, sau đó là ấn vào AdWords và nhập ký tự. Sau khi tôi đã click vào AdWords, các bạn sẽ thấy xuất hiện một cụm chữ mặc định. Lúc này chúng ta rất dễ dàng để có thể nhập các ký tự. Với công cụ này, chúng ta muốn xuống dòng thì các bạn sẽ phải click Enter. Nếu như các bạn muốn tạo chữ hoa thì các bạn hãy bấm phím Caps Lock trên bàn phím của các bạn. Đó là với trường hợp các bạn tạo ra các dòng text này. Và nếu như các bạn không click Enter, cụm text của các bạn sẽ cứ tiếp tục dài mãi. Nếu như tôi muốn tạo ra một đoạn văn bản dài và chúng ta không cần phải cứ thường xuyên Enter như thế, cũng như là nó dễ dàng căn gióng, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Với công cụ Type Tool số 1, các bạn chỉ việc đặt con trỏ chuột ở một vị trí nào đó bất kỳ trên AdWords, sau đó các bạn kéo và giữ chuột, lập tức chúng ta sẽ tạo ra được một đoạn text. Và cái phần khung màu xanh này chính là giới hạn của đoạn văn bản mà các bạn vừa tạo. Ở đây, với phần mềm Illustrator CC 2017 đã cho chúng ta một cái đoạn text mặc định. Nếu như trường hợp các bạn muốn đoạn text này của các bạn dài ra, nghĩa là cái giới hạn vùng văn bản dài ra, thì các bạn sẽ đặt trỏ chuột vào các cái vị trí trung điểm của cái khung văn bản này. Sau đó các bạn kéo giãn ra. Như vậy thì đoạn text của chúng ta cũng sẽ thay đổi cái giới hạn khung của nó. Và khi các bạn thấy rằng phía góc dưới bên phải của cụm text mà chúng ta vừa tạo, nó xuất hiện một cái dấu cộng màu đỏ như thế này, như vậy nghĩa là đoạn text của các bạn vẫn còn những text ẩn bên trong. Vậy thì chúng ta phải kéo và mở rộng cái vùng văn bản đấy ra để chúng ta hiển thị nốt các cái cụm text còn ẩn. Sau khi đã có phần khung của văn bản như này rồi, các bạn cũng có thể gõ lại hoặc là copy paste một đoạn văn bản bất kỳ nào đó. Ví dụ bây giờ tôi sẽ copy cái đoạn text ở đây, sau đó chúng ta paste vào bên trong này. Như vậy là chúng ta đã thay đổi được đoạn text theo nội dung mà chúng ta muốn. Công cụ text số 2 là công cụ Area Type Tool, dàn văn bản bên trong đối tượng. Nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng bất kỳ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một đối tượng là hình tròn. Muốn tạo text chạy trong vùng tròn này thì các bạn chỉ việc click vào hình tròn, sau đó chúng ta sẽ tích chọn công cụ text số 2 Area Type Tool, sau đó chúng ta click vào đường path của cái vùng chọn, chính là đối tượng hình tròn đấy. Sau đó nó sẽ xuất hiện ra cái cụm text mặc định như này cho chúng ta. Như vậy là cái cụm text của chúng ta sẽ chỉ chạy trong khu vực đó, chính là cái phần hình tròn này, giới hạn trong hình tròn này. Và thao tác để tạo ra văn bản chạy trong đối tượng như thế này thì rất đơn giản. Đó là trước hết chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng vector bất kỳ.
Sau khi tạo ra đối tượng vector bất kỳ rồi thì chúng ta sẽ chọn công cụ Error Type Tool, công cụ text số 2. Chúng ta sẽ click vào đối tượng vừa tạo để chúng ta có thể nhập vào. Tuy nhiên các bạn lưu ý một điều rằng khi chúng ta tạo text trong đối tượng như thế này thì cái đối tượng gốc ban đầu của chúng ta sẽ bị mất đi màu nền và nó chỉ còn phần khung bên ngoài. Nghĩa là nó sẽ mất màu nền và lúc này nó chỉ còn chữ thôi. Như vậy muốn giữ được màu sắc của đối tượng ban đầu thì chúng ta phải tạo ra hai lớp cho đối tượng. Copy nó để chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng nền bên dưới phần đối tượng gốc để text của chúng ta có thể nổi bật hơn. Đây chính là ví dụ. Với các đối tượng text mà chúng ta đã tạo thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước của text bằng cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ vào kích thước font ở bên trên thanh control. Ví dụ như đây chẳng hạn, các bạn có thể thay đổi kích thước lớn nhỏ tùy ý. Hoặc là các bạn có thể thay đổi kiểu cũng như là định dạng chữ. Hoặc là các bạn thay đổi phông chữ ở đây. Các bạn có thể lựa chọn bằng cách đó là chúng ta click vào trực tiếp vào cái tên tam giác nhỏ ở phía bên phải của phần character này để lựa chọn các cái họ chữ cũng như là các phông khác nhau. Thì các bạn có thể click trực tiếp vào đây để thay đổi font. Hoặc là các bạn chỉ việc đặt con trỏ chuột vào bên trong cái phần setup họ phông này. Sau đó các bạn click mũi tên xuống hoặc mũi tên lên để thay đổi font chữ đến cái vị trí, đến cái font mà đấy mà bạn mong muốn. Ngoài việc thay đổi kích thước chữ bằng công cụ ở phía trên thanh control như này thì các bạn có thể bấm phím tắt đó là Ctrl T để chúng ta sẽ ra bảng character. Lúc này chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước font chữ ở phía bên trong đây, thay đổi cỡ chữ, thay đổi giãn dòng. Cái phần này tôi sẽ hướng dẫn cụ thể vào một lát nữa. Ngoài ra với các cái font này các bạn cũng có thể kéo tay bằng cách chúng ta đặt con trỏ chuột vào phía góc hoặc là trung điểm của cái phần khung text ở bên ngoài này, phần khung màu xanh đấy ạ, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái mũi tên hai chiều. Lúc này chúng ta có thể đặt con trỏ chuột vào đó và kéo để thay đổi kích thước của cái đối tượng chữ này. Nếu như các bạn không giữ phím shift là rất dễ rơi vào tình trạng mất cân xứng tỷ lệ cũng như là bị méo. Như vậy chúng ta nên giữ phím shift trong quá trình mà chúng ta kéo để thay đổi cỡ chữ. Với đối tượng text thì các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc tương tự như là đối với các đối tượng vector bình thường. Công cụ số 3 trong nhóm công cụ text đó là Type Order Pattern, là công cụ dùng để tạo ra văn bản chạy trên đường path có sẵn. Đường path ở đây có thể là các đường thẳng, cong, chéo hoặc zig zag hoặc lượn sóng. Thao tác bắt đầu từ việc đó là chúng ta sẽ tạo ra một đường path kỳ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ có công cụ pen, sau đó tôi tạo ra một đường path. Sau khi đã có đối tượng đó là một đường path bất kỳ thì các bạn sẽ lựa chọn công cụ Type Order Path Tool và chúng ta sẽ click trực tiếp lên trên cái đường path mà chúng ta vừa tạo. Như vậy là các bạn sẽ thấy đối tượng text của chúng ta được add trực tiếp lên trên cái đường path này. Ở đây thì đối tượng text của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi kích thước cũng như là định dạng font lúc trước chúng ta đã lựa chọn. Vậy thì các bạn có thể thay đổi kích thước cũng như là kiểu chữ. Ngoài việc đó là chúng ta lựa chọn định dạng font chữ, họ chữ ở bên trong Illustrator bằng cách đó là chúng ta click vào mũi tên này và sau đó chúng ta di chuyển bằng con lăn ở trên con trỏ chuột và lựa chọn đến một cái font chữ nào đó mà chúng ta thích. Thì chúng ta cũng có thể thay đổi bằng cách đặt con trỏ chuột vào font chữ ở phía trên thanh control này và chúng ta di chuyển bằng mũi tên lên xuống. Ngoài ra chúng ta có thể gõ tên trực tiếp của cái font chữ nếu như các bạn muốn. Ví dụ bây giờ tôi sẽ gõ chữ thêm New Roman ở đây. Sau đó chúng ta click chọn phông chữ mà chúng ta muốn và chúng ta sẽ gõ ra được các cái phông chữ như ý chúng ta. Nhưng các bạn lưu ý rằng lúc này cái font chữ của chúng ta nó sẽ chạy theo cái đường path của chúng ta vừa tạo. Ngoài việc tạo text chạy trên đường cong thì các bạn biết rằng chúng ta cũng có thể áp dụng cái công cụ này để chúng ta tạo text chạy theo một cái vòng tròn hoặc là theo một cái hình bất kỳ nào đó. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một đối tượng đó là hình tròn và chúng ta sẽ chọn công cụ Type on the Path Tool.
chúng ta sẽ click lên trên đường tròn này và chúng ta sẽ nhập được văn bản. Các bạn sẽ thấy đối tượng text của chúng ta lúc này chạy theo cái đường tròn. Phần chân chữ chính là cái phần đường path của hình tròn vừa nãy mà chúng ta tạo ra. Ngoài việc cho chữ chạy theo hình tròn thì chúng ta cũng có thể cho chữ chạy theo các hình vuông tắc cũng như là các đường gấp khúc, vân vân. Công cụ text số 4 đó chính là vertical type tool, là công cụ để tạo text ở bất kỳ đâu trên AdWords nhưng nó theo chiều dọc. Nó thay vì nằm ngang theo chiều từ trái qua phải bình thường thì bây giờ nó trở thành chiều dọc, chạy từ trên xuống. Cái định dạng chữ chạy dọc như này các bạn sẽ thường thấy ở trong các cái câu đối, đúng không ạ? Công cụ text số 5 cũng là chữ chạy theo chiều dọc, tuy nhiên nó sẽ nằm trong một cái vùng chọn hoặc là vùng đối tượng nào đó. Muốn sử dụng công cụ text số 5 này thì trước hết chúng ta sẽ phải tạo ra một vùng cho văn bản. Sau khi có đối tượng và chúng ta lựa chọn vào công cụ Vertical Arrow Type Tool thì các bạn sẽ click vào đối tượng mà chúng ta vừa tạo trên AdWords, và lúc này cái văn bản chúng ta sẽ trở thành văn bản chạy dọc từ trên xuống, và cũng như thường lệ đó là các bạn sẽ click chọn, sau đó chúng ta nhập văn bản. Nhập văn bản bất kỳ. Chữ của chúng ta sẽ chạy từ phải qua trái. Công cụ số 6 trong nhóm công cụ text cũng là công cụ để tạo ra văn bản chạy trên đường path có sẵn nhưng mà theo chiều dọc. Tương tự như đối với công cụ mà chúng ta đã tìm hiểu lúc trước, đó là công cụ số 3. Type on a path tool. Ở đây sẽ là vertical type on a path tool. Ví dụ đó là tôi sẽ tạo ra một đường path bất kỳ, một hình bất kỳ. Sau đó tôi lựa chọn vào công cụ vertical type on a path tool này và chúng ta click vào đường path của đối tượng. Lúc này các bạn sẽ thấy phần chữ của chúng ta sẽ chạy dọc theo cái đường path mà chúng ta vừa tạo.